Trong các ví dụ trước chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm mà biến ngẫu nhiên rời rạc, và những biến ngẫu nhiên mà giá trị của nó chỉ là những giá trị hữu hạn. Tuy nhiên đó, trong thực tế thì có rất nhiều biến ngẫu nhiên là có giá trị liên tục, tức là có giá trị và có vô số giá trị của nó có thể có và thường nằm trong một khoảng nhất định. Do vậy chúng ta cần phải xác định hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên này bằng một hàm số. Chẳng hạn trong ví dụ này ta sẽ sử dụng một hàm có phương trình có dạng như trên đồ thị. Và lúc này thì xác suất tại một điểm nhất định là không có ý nghĩa. Đó là do với vô số giá trị như vậy nên xác suất của để xảy ra x bằng một giá trị nhất định sẽ là bằng 0. Do vậy chúng ta cần xác định xác suất của x mà nhận giá trị trong một khoảng nhất định, ta sử dụng khoảng AB ở đây, thì sẽ chính bằng diện tích của phần gạch chéo như trên hình vẽ. Thì để so sánh trong trường hợp này ta có hàm mật độ trong hai trường hợp là hàm mật độ rời rạc và hàm mật độ liên tục. Thì với những hàm rời rạc như vậy thì ta sẽ thấy là xác suất để x nằm trong khoảng từ A đến B, giả sử đây là giá trị của A và đây là giá trị của B chẳng hạn, thì xác suất để x nằm trong khoảng A đến B thì khi bằng xác suất để x bằng giá trị hai giá trị ở trên này, như vậy sẽ bằng tổng của xác suất của hai giá trị này với x nằm trong khoảng từ A đến B của Px. Và ta có điều kiện là các xác suất của từng x phải lớn hơn bằng 0, các giá trị ra có thể của x phải lớn hơn bằng 0 và tổng các độ dài của các hình vẽ này thì phải bằng 1. Như vậy tương tự đối với trường hợp mà hàm phân phối liên tục thì ta sẽ có là xác suất để x nằm trong khoảng A đến B chính bằng diện tích của phần gạch chéo, diện tích của phần in đậm ở đây. Và như ta đã biết thì diện tích của hình này, diện tích của phần in đậm này chính là bằng tích phân của hàm số fx với cận là từ A đến B, cận là cận của x là từ A đến B. Và ta cũng có điều kiện là hàm số này phải là hàm số dương, bởi vì để cho diện tích này là lớn hơn 0. Và ta có điều kiện là tích phân từ âm vô cùng đến dương vô cùng, x từ âm vô cùng đến dương vô cùng của hàm fx phải bằng 1, tức là diện tích của cả hàm số này trên khoảng từ âm vô cùng đến dương vô cùng sẽ phải bằng 1. Tương tự đối với khái niệm về kỳ vọng của biến ngẫu nhiên liên tục thì trong trường hợp rời rạc thì ta có là kỳ vọng của biến x sẽ bằng tổng của x nhân với px và tất cả các giá trị x có thể có của biến x lớn. Giả sử trong trường hợp này ta sẽ lấy giá trị x0 ở đây nhân với xác suất của nó cộng với x1 nhân xác suất của nó cộng với x2 nhân xác suất của nó và lấy tổng lại, thì có thể ra giá trị e của x nằm trong khoảng giữa các giá trị này, có thể là giá trị này. Và tương tự trong trường hợp đối với hàm liên tục thì ta sẽ có là nó sẽ bằng tích phân từ âm vô cùng đến dương vô cùng của x nhân với fx. Ta có thể hiểu x chính là giá trị của x ở đây và fx chính là độ lớn chiều cao của hàm số fx. Chúng ta lấy x nhân với giá trị từng giá trị của nó và của hàm fx và cộng tổng tất cả lại, và cộng tổng thì giống như dấu tích phân ở đây, và ta sẽ lấy x từ âm vô cùng đến dương vô cùng, thì đây chính là bằng giá trị kỳ vọng của x. Và tương tự đối với giá trị kỳ vọng của một hàm số của x thì cũng giống trong trường hợp hàm rời rạc thì sẽ bằng tích phân từ âm vô cùng đến dương vô cùng của gx nhân fx nhân dx. Đối với phương sai của biến ngẫu nhiên liên tục thì ta sẽ sử dụng công thức là bằng phương sai của x sẽ bằng giá trị kỳ vọng của x trừ đi giá trị trung bình hay là giá trị kỳ vọng của biến x bình phương. Thì như vậy đây là một hàm số của biến ngẫu nhiên x, do vậy và của x sẽ bằng tích phân từ chính là bằng tích phân từ âm vô cùng đến dương vô cùng của x trừ mu bình phương nhân với fx dx. Và đối với từng hàm fx cụ thể thì ta có thể tính được giá trị tích phân này. Và ta cũng có công thức của đối với
phương sine của một của ax cộng b thì sẽ bằng a bình nhân với phương sine của x, cũng giống như trong trường hợp rời rạc. Và chú ý ta có thể sử dụng công thức này để có thể dễ dàng tính toán hơn giá trị phương sine của biến x thì sẽ bằng kỳ vọng của biến x bình phương trừ đi kỳ vọng của biến x tất cả bình phương. Công thức này đã được chứng minh trong trường hợp rời rạc. Ta xét một ví dụ với hàm phân phối đều trên đoạn AB. Như trong trường hợp rời rạc, ta sẽ thấy là giá trị của x của hàm phân phối đều sẽ là nằm trong khoảng từ a cộng 1 đến b. Và ở đây có b trừ a cộng 1 giá trị của x. Do vậy xác suất của mỗi giá trị này sẽ bằng 1 phần b trừ a cộng 1. Để nhằm tổng xác suất của các giá trị của x phải bằng 1. Thì ta sẽ có là giá trị kỳ vọng của biến x trong trường hợp này sẽ bằng a cộng b trên 2. Đây chính là giá trị chính giữa của a và b. Và giá trị phương sine của x được tính như công thức sau. Trong trường hợp liên tục thì giá trị của x sẽ có vô số giá trị nằm trong khoảng từ a đến b. Và để đây là một hàm phân bố xác suất của một biến liên tục thì diện tích của phần hình chữ nhật ở đây phải bằng 1. Do vậy giá trị của hàm fx phải bằng 1 phần b trừ a với x nằm trong khoảng từ a đến b. Như vậy hàm fx đối với biến phân phối đều sẽ chính là bằng với x nhỏ hơn a thì hàm này bằng 0. Do xác suất là x nhỏ hơn a bằng 0 này. Với x nằm trong khoảng từ a đến b thì fx bằng 1 phần b trừ a. Với x lớn hơn b, xác suất thì fx bằng 1 bằng 0. Do xác suất là x lớn hơn b cũng bằng 0. Chúng ta chỉ xét x nằm trong khoảng từ a đến b. Và ta sẽ tính ra kỳ vọng của biến x sẽ bằng công thức bằng âm bằng tích phân từ âm vô cùng đến dương vô cùng của x fx dx. Và ta có thể tách tích phân này bằng ba tích phân nhỏ, tức là bằng tích phân của âm vô cùng đến a cộng tích phân từ a đến b cộng với tích phân từ b đến dương vô cùng. Tuy nhiên ta chú ý là với x từ âm vô cùng đến a thì f của x bằng 0. Do vậy tích phân này bằng 0. Cũng tương tự với x từ b đến dương vô cùng thì fx cũng bằng 0. Tích phân này cũng bằng 0. Do vậy giá trị e của x sẽ bằng tích phân từ a đến b của x nhân với fx. Trong trường hợp x nằm trong khoảng từ a đến b thì fx bằng chính bằng 1 phần b trừ a. Và ta có thể tìm được dễ dàng tích phân từ x trên b trừ a sẽ bằng x bình trên 2 nhân b trừ a với x chạy từ b đến a. Như vậy đây sẽ chính là bằng ta thay x bằng b và x bằng a vào sẽ chính bằng b trừ a trên 2. Cộng b trên 2 chính là bằng a cộng b trên 2. Và ta sẽ có thể tính được giá trị kỳ vọng của biến x bình phương tương tự sẽ chính là bằng tích phân từ a đến b của x bình phương chia cho b trừ a dx. Và tương tự thì tích phân của x bình sẽ bằng x mũ 3 trên 3 nhân b trừ a. Đây sẽ chính là bằng 1 phần 3 b trừ a nhân với ở trên tử chính là bằng b mũ 3 trừ đi a mũ 3. Và ta có thể từ vào đó ta có thể tính được giá trị phương sine của biến x thì chính là bằng e của x bình trừ đi e của x tất cả bình phương. Thì nếu như ta thay vào thì là bằng e của x bình này giá trị b mũ 3 trừ a mũ 3 chia cho 3 nhân b trừ a và trừ đi giá trị e x bình phương tức là b cộng a tức trên 2 tất cả bình phương thì người ta có thể ra được là nó chính là bằng b trừ a tất cả bình phương trên 12.